Rồi, xin chào các bạn ha. Thì dĩ nhiên lại là cái mặt mò của mình đây. Thì dạo gần đây, ứ hiểu sao mà có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình những cái câu hỏi. Ví dụ như là: anh ơi, làm sao mà em làm part 7 mà không bao giờ kịp giờ hết vậy anh? Anh ơi, tại sao em làm phần tố ích part 7 mà làm hoài mà nó không hết câu vậy anh? Với lại những câu ví dụ như: anh ơi, có cách nào mà làm không cần làm phần part 7 mà vẫn kịp giờ không anh? Đó, có nhiều câu hỏi rất là kinh dị như vậy để hỏi cho mình. Bởi vậy hôm nay mình sẽ quyết định làm cho các bạn một cái clip để chỉ cho các bạn những cái nguyên nhân là do đâu mà các bạn làm phần reading part 7 làm hoài mà không kịp, và chỉ cho các bạn một số giải pháp để giúp các bạn vượt qua được những khó khăn đó. Và dĩ nhiên bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn 3 nguyên nhân chính khiến các bạn không thể nào mà fan được phần part 7 này một cách hoàn hảo nhất. Lý do đầu tiên. Rồi, và lý do đầu tiên khiến các bạn không thể nào làm phần part 7 reading một cách hiệu quả nhất, đó là vì các bạn biết quá ít từ vựng đi sao chơi được, đúng không? Các bạn nhớ, part 7 là người ta đưa ra những cái đoạn văn rất là dài, rồi người ta bắt các bạn trả lời những câu hỏi liên quan tới đoạn văn đó. Bởi vậy, nếu bạn nào mà biết ít từ vựng, đọc vô còn không hiểu đoạn văn nó nói cái gì thì làm sao mà trả lời được, đúng không? Bởi vậy chúng ta nản liền. Đó là lý do khiến các bạn không thể nào mà làm part 7 hiệu quả được, đó là do các bạn biết quá ít từ, và thậm chí là chắc cũng không biết từ nào luôn. Thế mới đau. Rồi, vậy lý do thứ hai khiến các bạn không thể nào mà làm part 7 được đó là gì? Thì nguyên nhân cũng rất là hiển nhiên thôi, đó là về vấn đề về sức khỏe các bạn ơi, sức khỏe tâm sinh lý. Bởi vì các bạn nên nhớ, part 7 là phần thi cuối cùng trong bài thi TOEIC. Nghĩa là khi các bạn làm bài thi TOEIC trong vòng 2 tiếng thì các bạn làm phần nghe 45 phút trước, lúc nghe xong là thấy bắt đầu đuối đuối, quải quải, muốn xỉu rồi đó. Thì sau đó các bạn cũng chưa được nghỉ nha, mà phải làm tiếp phần part 5 trong bài thi reading. Rồi làm xong là tức gục luôn rồi, nhưng mà còn chút tàn lực là cố gắng lết tới phần part 6. Rồi coi như xong part 6 là thấy mình không còn một chút sinh khí gì trong cơ thể nữa rồi. Là đó là lúc mà mình nhào vô làm phần part 7. Nghĩa là các bạn làm cái phần part 7 cực kỳ dài này trong lúc các bạn đuối nhất, không còn giữ được sự tập trung nữa. Đó là lý do nhiều bạn vô tới phần part 7 là có tâm lý là thôi bỏ cuộc, bó tay, là đánh lụi hết đi, nghỉ khỏe, đúng không? Đó, bởi vậy nếu các bạn dù có học giỏi anh văn tới đâu mà các bạn yếu quá, vô mà làm mới có 1 tiếng đồng hồ đã bắt đầu thấy mệt rồi, thì chắc chắn các bạn không thể nào mà fan phần part 7 này kịp giờ được. Mình đảm bảo với các bạn điều đó luôn. Rồi, đó là lý do thứ hai mà các bạn nên nhớ để tránh tình trạng là làm part 7 nó quá mệt. Rồi, và bây giờ là lý do thứ ba, cũng là lý do cuối cùng khiến đa số những thí sinh khi đi thi TOEIC đều ôm hận đối với phần part 7 này. Đó là vì các bạn không kịp thời gian trong phần part 7. Không phải là do phần part 7 nó quá dài đâu. Mình công nhận là thời gian gần đây những cái đoạn văn nó dài hơn một chút thiệt. Nhưng mà nếu các bạn cố gắng, các bạn vẫn làm kịp giờ. Tuy nhiên các bạn không kịp giờ quá nhiều như vậy là vì đâu? Là vì các bạn làm phần reading part 5 và part 6 quá nhây. Trời ơi, bởi vậy các bạn nghĩ coi, phần reading có 3 phần 5, 6, 7 mà các bạn làm part 5, part 6 quá lâu thì còn lại bao nhiêu thời gian để làm part 7 nữa đâu. Part 7 là phần dài nhất, phải dành nhiều thời gian cho nó. Trong khi đó thì lúc các bạn bắt đầu làm phần này thì các bạn đã mất quá nhiều thời gian rồi, đâu còn nhiều để làm đâu. Đó là lý do khiến các bạn không bao giờ làm kịp giờ được. Đó, bởi vậy tránh tình trạng này xảy ra thì khả năng tăng điểm của các bạn là cực kỳ cao. Chúc các bạn may mắn. Và dĩ nhiên là mình vừa trình bày cho các bạn xong 3 nguyên nhân khiến các bạn bất lực trong phần part 7 rồi. Thì bây giờ mình phải trình bày cho các bạn những cái giải pháp để giúp các bạn vượt qua phần này nữa chứ, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ trình bày cho các bạn 3 cách để các bạn có thể training để vượt qua phần part 7 một cách nhanh nhất và kịp giờ. Phương pháp đầu tiên. Rồi, và phương pháp đầu tiên để vượt qua cái phần này là gì? Thì như mà nói rồi, một trong những nguyên nhân chính khiến các bạn mà không làm được phần part 7 là do các bạn biết quá ít từ. Bởi vậy, phương pháp đầu tiên mình khuyên các bạn á là phải học từ vựng kết hợp với giải đề nhiều ở nhà. Bởi vì như các bạn đã biết, học từ vựng thì mình mới đọc hiểu đoạn văn một cách trôi chảy được. Và thứ hai, nếu mà các bạn không giải đề ở nhà thì hầu như các bạn không bao giờ quen được với cách giải đề TOEIC. Bởi vì giải đề TOEIC là 2 tiếng liên tục, không có thời gian nghỉ giữa phần nghe và phần đọc. Nếu mà các bạn không làm quen ở nhà thì lúc vô đó, ngồi trong đó 2 tiếng thì các bạn rất dễ bị đuối như là một cây chuối. Mà lúc đó thì dù các bạn có giỏi tới đâu cũng không làm được. Bởi vậy mình phải training ở nhà thường xuyên để mình quen với cách làm bài, để mình không bị mệt, không bị đuối gì đó. Lúc đó thì mình sẽ tăng điểm được phần part 7. Đó là một vấn đề mà các bạn nên làm để vượt qua được phần part 7 này. Đó.
Rồi, về giải pháp thứ hai mà chúng ta có thể áp dụng để làm tăng điểm phần bất bại này là gì? Thì cái vấn đề này, thì cái cách này á, thì mình thấy không có nhiều bạn biết đâu. Và một số bạn còn không áp dụng cách này nữa. Chính vì vậy mình sẽ bày cho các bạn một cái cách này cũng khá hay. Thì khi các bạn nên nhớ, khi làm bất bại á, thì những cái đoạn văn trong đó có nhiều câu hỏi. Mỗi đoạn văn có nhiều câu hỏi đúng không? Và câu hỏi dễ nhất trong mỗi đoạn thường là câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi dễ nhất. Bởi vậy nếu bạn nào mà làm phần bắt 7 mà thấy rằng mình sắp hết giờ rồi mà không còn nhiều thời gian nữa để làm á, thì nhiều bạn lại chọn giải pháp là các bạn cố gắng hoàn thành cho xong cái đoạn mà mình làm đang làm, rồi sau đó đánh lùi những câu còn lại đó cho đủ thời gian. Bởi vì cái cách này khiến lý do các bạn toi là phải đạo trời rồi, bởi vì các bạn đánh lùi như vậy á thì cái khả năng đúng không cao. Hơn nữa cái đoạn các bạn đang làm thì những câu còn lại dù các bạn có cố gắng làm đi nữa thì lúc đó cũng chưa chắc các bạn đúng hết được. Bởi vậy nếu sắp hết thời gian mà còn nhiều đoạn chưa xử lý xong thì mình khuyên các bạn nha, các bạn bỏ cái đoạn đang làm đi, các bạn cố gắng làm câu đầu tiên của những đoạn còn lại. Bởi vì như mình đã nói, câu đầu tiên của mỗi đoạn thường là câu dễ nhất, rất dễ tìm thông tin và trả lời. Bởi vậy nếu còn ít thời gian thì tranh thủ trả lời câu đầu tiên của mỗi đoạn đi. Nếu các bạn làm như vậy thì khả năng những câu đó đúng khá cao, bởi vì đó là những câu dễ. Còn nếu hết thời gian rồi thì những câu còn lại các bạn lụi hết, lúc đó vẫn được. Các bạn vừa có khả năng đúng những câu lụi mà những câu các bạn làm những câu đầu tiên đó khả năng đúng rất cao đó, còn hơn là mình lụi hết mà sai vét bèn bèn hết, được cái gì đâu đó, đúng không? Bởi vậy đây là một trong những chiến lược mà mình khuyên các bạn nên áp dụng nếu bí thời gian phần bắt 7 đó. Đó là cái giải pháp thứ hai mình khuyên các bạn nên làm ha. Rồi, và dĩ nhiên đây là giải pháp cuối cùng, giải pháp số 3 dành cho những bạn nào muốn làm phần 7 nó ngon hơn chút. Rồi, cách này đơn giản thôi. Như mình đã nói, đa số các bạn làm phần 7 không kịp giờ là do các bạn làm phần 5, phần 6 quá nhây nên thời gian còn lại không đủ để làm phần reading phần 7. Bởi vậy, giải pháp là các bạn cố gắng làm phần 5, phần 6 cực kỳ nhanh, nhanh hết sức có thể. Nhưng mà nhiều bạn lại hỏi mình là thời gian làm nhanh là bao lâu là hợp lý, thì mình cũng nói luôn, Part 5 có 40 câu điện từ thì mỗi câu các bạn nên làm khoảng 30 giây là hợp lý nhất, tức là 40 câu tổng cộng là 20 phút cho phần Part 5 là hợp lý. Còn bạn nào mỗi câu mà quá 30 giây vẫn ứ ra được đáp án thì mình khuyên các bạn là lụi luôn đi, đừng có suy nghĩ tiếp nữa, mất thời gian vô cùng ha. Đó, phần Part 5 nên làm trong 20 phút. Còn phần Part 6 mình khuyên các bạn nên làm trong vòng tối đa là 5 phút thôi. Phần này nó không có quan trọng, đừng dành quá nhiều thời gian cho nó. Quan trọng nhất là Part 7, một phần cực kỳ dài và cực kỳ đuối, nên cố gắng tập trung làm như vậy thì điểm các bạn sẽ tăng hơn ở phần Part 7 này. Đó, các bạn có thể áp dụng thử, nếu thành công thì nhớ cảm ơn mình, còn nếu không thành công thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Rồi, tạm biệt các bạn.